Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay, cơn bão Trà Mi, tên tiếng Việt là Trà Mi, có vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là từ 15 cho đến 20 km/h. Sau khi vào Biển Đông, bão sẽ tăng cấp, có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khu vực Trung Bộ mưa rất to. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc. Sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ chiều mai, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 và cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 và cấp 12. Do tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ gần sáng mai tăng lên cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 cho đến 102 km/h, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3 cho đến 5 m, vùng gần tâm bão từ 5 cho đến 7 m, biển động rất mạnh. Liên quan đến cơn bão Trà Mi thì theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày mai 24 tháng 10 thì cơn bão sẽ di chuyển vào Biển Đông. Do tác động của bão, không chỉ vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh sóng lớn mà các tỉnh Trung Bộ cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, diễn biến bão cuối mùa thường phức tạp và hay thay đổi. Cơn bão Trà Mi cũng không ngoại lệ. Dự báo sau khi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 hoạt động trên khu vực này trong năm 2024, hướng di chuyển và cường độ của cơn bão này sẽ tiếp tục có sự thay đổi. Đáng chú ý, do bão Trà Mi có hoàn lưu rất lớn nên có thể gây mưa ở cách rất xa tầm bão. Sau khi mà cơn bão vào Biển Đông thì khả năng là bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây và cường độ tiếp tục mạnh thêm. Với khả năng thì theo nhận định ban đầu thì khả năng cơn bão khi mà vượt qua quần đảo Hoàng Sa thì khả năng đạt đến cấp 12 và giật đến cấp 15 và tiếp tục hướng về phía bờ biển các cái tỉnh Trung Bộ. Thì có khả năng xa hơn, nhận định xa hơn thì khoảng từ ngày 26 đến ngày 28 trên khu vực các cái tỉnh Trung Bộ có khả năng xuất hiện một cái đợt mưa lớn diện rộng. Các cơ quan khí tượng vẫn đang tiếp tục theo dõi và liên tục cập nhật diễn biến của cơn bão này. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cuối tháng 10, đầu tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ. Khi có thêm sự xuất hiện của bão thì có nhiều điều cần phải lưu ý. Thường các cơn bão mà hình thành phát triển vào cuối mùa thì nó sẽ di chuyển và đổ bộ vào khu vực Trung Bộ. Thì tác động cùng với cái không khí lạnh với cái gió Đông Bắc ở phía trước cơn bão và kết hợp với địa hình thì cái mưa lớn trên diện rộng, lũ diện rộng và cái sạt lở đất cũng rất là lớn. Mặc dù đây là dự báo xa nên có thể sẽ còn thay đổi, tuy nhiên việc phòng chống thiên tai là luôn cần thiết. Người dân và các địa phương không nên chủ quan mà cần lưu ý theo dõi thường xuyên dự báo của các cơ quan chức năng về diễn biến của cơn bão trong những ngày tới để có cách ứng phó phù hợp nếu có thời tiết cực đoan.